Rồi quý vị ơi, tiếp theo là combo 508 nha quý vị. 5 cây kim ba xưa, 350 bao phí ship. Cái này còn được không tới 2 combo nữa. Chỉ khoảng 7-8 cây gì nữa là hết hàng luôn nha quý vị. Cho nên anh nào có không có thì cứ mua đi. Về vui văn nghệ đi chứ rồi hết rồi cũng đâu có hàng nữa đâu, mua một cây ha. Cây số 2 nha quý vị. Tôi không có đi lấy cái này về bán như vậy, hết hàng luôn rồi. Có muốn văn nghệ vui cũng không có nữa. Cây kiếm 10.000 nhưng mà bây giờ muốn mua về để vui cũng không có nữa. Tại vì anh này anh hết hàng. 4 cây, cây này cây cuối cùng. Dài dữ lắm nha quý vị, già mà nổi nu luôn cục cục rồi. Cái giống này nó vậy. Cái lá lúc nào cũng xanh đậm. Từ hôm gại tôi về đây ha, tôi gọt cái bầu phân nửa vậy nè. Tôi để 20 ngày nay luôn, không có vô chậu, không có gì, tôi để trong chỗ hơi mất mát một tí xíu vậy. Có nắng có mát vậy đó mà tới nay nó còn phun tược non ra luôn. Cái nào mà tôi tỉa vô là nó bắn tược non ra hết nha quý vị. Nè, mạnh vậy luôn đó nha, tại rễ lông nó nhiều lắm. Quý vị về mạnh dạng gọt cái đầu nhỏ xíu gì đưa vô chậu đại đi nha, giống như tôi vậy nè. Nó gọt vô đây nè, nó nay nó đâm chồi nhảy tược tùm luôn nè quý vị thấy không. Mà mình gọt xong rồi mình trồng vô đây, mình đưa ra ngoài nắng nha quý vị. Trộn cái chất trồng là sơ dừa với cát với miếng tro gì đó, miếng chấu gì tùy mình có gì xài nấy. Nhưng mà mình vô đây là cái chất trồng phải cho nó khô nha quý vị. Cho mình tưới một cái là nó thoát nước ra liền ha. Thì chịu khó đi, mới vô thì nếu mà mình để ngoài nắng chăng chang á thì mình xịt nước nó thường xuyên nha. Nửa tiếng gì đó mình xịt lần. Thấy cái lá hơi buồn buồn mình xịt cho nó chừng vài ba bữa là nó tỉnh lại liền ha. Tỉnh là nó sống nhân dân luôn, chứ đừng có ép rồi đem vô trong mát là không được nha. Cái giờ chưa nắng quá, cỡ chừng 11, 12 giờ gì đó đem vô mát đi. Cái chừng 3 giờ chiều gì đó đem ra, tùy theo quý vị nha. Bữa nào mà nắng quá là nó vậy, còn bữa nào trời mát mát dịu dịu thì cứ để thoải mái nha. Lúc mà mình ép chậu á là mình để cứ vài bữa là nó hồi phục lại nha quý vị. Rồi vậy ha. Đó. Rồi xuống luôn nha quý vị.